Hai anh em đi giao dây dép nha anh em, giao Cần Thơ. Đi Cần Thơ giao xe cho khách nha anh em. Đây là phà Cá Lăng, địa phận Bình Dương và Củ Chi. Đây là nói đến những cây cầu, có những cây cầu đẹp nhất Việt Nam. Cần Thơ gạo trắng nước trong, trai đi có vợ gái đi dẫn con về. Qua con cầu này chúng ta tới thành phố Cần Thơ. Nó mắc cái gì vậy ta? À, cáp. Tưởng đâu là vậy, như mấy cái dây tơ hồng chứ. Cáo nó màu đỏ đỏ hồng hồng, tưởng đâu dây tơ hồng nó mắc trên cầu chứ. Đẹp hay, cầu Cần Thơ đẹp hay. Kinh đô của miền Tây. Giờ đây kiểm dịch thì có chỗ quán gì? Để thẳng vô chỗ kiểm dịch luôn. Ừ, thì anh viết cho. Hả? Quay mày. Dạ em đâu? Đi làm. Em nhiêu tuổi có vợ rồi, sao mà? Nhiêu tuổi rồi có vợ sao mà? Em à, 23. 23 hả? Bây giờ trễ vậy? Hả? Bây giờ trễ vậy? Thiệt không? Anh 18 tuổi anh lấy vợ rồi. Em mới 23. Có con chưa? Chưa. Tiền có ăn để con đó vậy. Tiền có ăn có tiền mua dây dép. Lên lấy xe xuống chứ khách là phải lên lấy xe xuống. Thôi trời ơi. Có chạy thử không? Chạy thử đi, chạy thử, chạy thử cho vết coi sao. Ủa mà mới mua xe biết chạy không hay ta? Xe máy nhẹ chứ ta? Máy nhẹ lắm. Vào dây vết cho thanh niên hot boy Cần Thơ nha anh em.
anh yên mừng đầu mua Z, cười sướng cười ơi. Ok à, Sibo tuổi gì với Z?